Đây là củ sâm đất nè. Wow, khá là hấp dẫn luôn. Đây, giò nạc nha anh em. Wow, đã quá. Thì cái món này mình có thể ăn với bún cũng rất là tuyệt vời luôn. Còn đây là một tô hoàn thiện của mình nha anh em. Giò heo và sâm đất. Cái sâm đất này nó có một cái màu vàng, khi mình hầm ra nó có cái nước rất là ngọt luôn. Nhìn cái màu vàng rất là giống với khoai lang anh em. Trời, cái món này là ăn là tuyệt vời luôn. Giò heo hầm sâm đất nha. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món về ẩm thực anh em. Thì trước mắt anh em cũng thấy đó là này là giò heo, giò nạc anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm món giò heo hầm sâm đất nha anh em. Đây, đây là cái củ sâm đất thời gian vừa rồi nó đang rất là nổi. Nó đang rất là hot trên mạng xã hội là TikTok anh em. Mình đã gọt vỏ. Bên trong nó thì nó có một cái màu vàng như thế này nha. Ăn rất là ngon luôn. Và cái nguyên liệu thứ hai đó chính là sả nè, sả cây nè để cho cái nước mình nó thơm á. Và ớt, tỏi và một ít hành với những và những nguyên liệu đi kèm như là mắm, muối, bột ngọt nữa nha anh em. Hành. Cái hành với tỏi này mình ướp vào thịt nữa anh em. Nó thịt nó rất là thơm luôn. Sẽ cho chút xíu muối nha. Bột nêm. Và một tí bột nêm. Được. Và mình bỏ tiêu xay. Mình cho ít mắm. Cái muỗng này mình dùng muỗng nhỏ nên mình cho 2 muỗng. Mấy bạn dùng muỗng cà phê á, mấy bạn dùng muỗng lớn á, bạn cho 1 muỗng là được rồi nha mấy bạn. Rồi mình sẽ đảo đều lên, mình ướp trong vòng 5 đến 10 phút tùy theo cái thời gian của nhà mình có hay không nha. Tầm 5 đến 10 phút là nấu được rồi nè, thơm rồi. Và bây giờ đây là cái củ sâm đất của mình nha. Mình cắt ra nha các bạn. Mình sẽ cắt ra. Cái này là mình cắt khứa cục cục nè. Cái này hầm nó cũng sẽ mềm nha các bạn. Nè, mấy bạn có thể xắt dài như thế này. Đó. Còn mấy bạn không xắt dài thì mấy bạn có thể xắt làm 4, làm 5 ra. Này, sâm này mình nấu cho cái nước nó ngọt đó các bạn. Nó cũng giống như là củ cải trắng vậy đó. Thì mình nấu mình bỏ vô cái nước nó sẽ trong và nó ngọt hơn. Đây là sau khi mình đã thái. Thái là như thế này nè các bạn ha. Rồi. Ok anh em nha. Thì mình úp thịt từ nãy giờ cũng được 15 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình sơ chế thịt nha. Thì mình cho chảo lên bếp này. Mình cho vào một tí dầu nha. Mình sẽ cho vào ít hành mình phi cho nó thơm nha. Cái món này thì nấu rất là đơn giản luôn anh em ơi. Dầu này là nhà mình nấu dầu gạo lứt nha mấy bạn. Mình sẽ cho thịt vào ha. Rồi
sau khi mình đảo một hồi đó anh em, thì cái thịt của mình nó cũng đã săn rồi. Thì bước tiếp theo thì mình sẽ cho nước vào nha. À, tùy cái lượng nước mà gia đình nhà mình ăn á, nó như thế nào, nó phù hợp với gia đình á, thì mình cho vào nha. Mình thì cho tầm bao nhiêu đây được rồi. Bây giờ mình lớn lửa lên nha mấy bạn, cho nó sôi lên rồi xong rồi bắt đầu là mình sẽ bỏ củ sâm vào. Bây giờ mình sẽ xả vào, mình hầm luôn với nó cho nó thơm rồi. Sau đó mình sẽ cho sâm vào nha, nước sôi mình sẽ cho sâm vào. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho nước sôi ha. Bây giờ nó đã sôi lên rồi nha mấy bạn, mình phải vớt cái bọt này đi cho cái nước dùng của mình nó sẽ trong hơn. Nấu cái gì mấy bạn cũng phải vớt cái bọt rồi đi cho nó trong, nó ngon hơn. Mấy bạn thấy không, vớt cái bọt đi, nhìn cái nồi của nó thẩm mỹ rất là nhiều và cái nước nó không có bị đục. Rồi bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho xăng vào nha mấy bạn. Mình cho xăm vào, toàn bộ xăm mình cho vào. Và bây giờ mình lớn lửa lên, mình nêm nếm gia vị xong rồi mình nêm nếm gia vị sau rồi mình hầm trong thời gian 10 phút đến 15 phút cho cái thịt nó mềm và cái xăm nó cũng ra được cái nước ngọt của nó rồi. Giờ mình sẽ cho thêm một muỗng bột nêm. Muỗng rưỡi đi. Cho tầm 2 muỗng mắm. Rồi mình cho cái này là bột ngọt. Nếu mà gia đình nhà mình ăn ớt á, cay á, thì mình sẽ sắc thêm 1 đến 2 cái ớt mình cho vào nữa. Thì cái nồi nước dùng của mình tuyệt vời hơn. Được, ok. Đây, bây giờ mình sẽ cho ớt vào nha mấy bạn. Nhà mình thì ăn cay. Tầm một trái thôi. Ai ăn cay thì cho thêm. Đó, bây giờ mình cứ cho nước lửa lớn lên, mình vớt bọt một lần nữa là mình hầm trong 10 phút. Sẽ có những cái bận như thế này nè, mình nên rớt hết đi. Rồi mình sẽ cho nhỏ lửa lại, mình hầm trong vòng 10 phút. Sau 10 phút mình sẽ có một cái nồi nước dùng chân giò hầm xăm đất, thật là ngon nha mấy bạn. Ok anh em nha, thì mình hầm từ nãy giờ cũng được 15-20 phút rồi anh em. Thì bây giờ mình sẽ cho ra ngoài tô nha. Đây. Thơm quá. Wow. Mình sẽ cho ra một miếng thịt nè. Cho ra một ít xăm đất đi. Đó. Khá là thơm luôn, thơm mùi xả đó anh em. Thơm quá. Cái xăm đắng này nó có một cái màu sắc đó, màu vàng anh em, nhìn rất là giống với khoai lang luôn ha. Mình sẽ cho vào một tí hành nữa nha anh em. Nè, đó.
tí ớt nữa. Đây là củ sâm đắc nè. Wow, khá là hấp dẫn luôn. Đây, giò nạc nha anh em. Wow, đã quá. Thì cái món này mình có thể ăn với bún cũng rất là tuyệt vời luôn. Còn đây là một tô hoàn thiện của mình nha anh em. Giò heo và sâm đắc. Cái sâm đắc này nó có một cái màu vàng á, khi mình hầm ra nó có cái nước rất là ngọt luôn. Trời, cái món này là ăn là tuyệt vời luôn. Giò heo hầm sâm đắc nha.